Máy bay từ Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cất cánh thì một hành khách bất ngờ tung tin có lựu đạn trong vali, khiến cả tàu bay phải được kiểm tra gấp. Ngày 22 tháng 7, Trung tâm An ninh Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng xác nhận một hành khách tung tin có lựu đạn trong vali trên máy bay trong chuyến bay từ Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 21 tháng 7, chuyến bay VN131 từ Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 10 phút cất cánh thì hành khách Nguyễn Thanh P, quê ở thành phố Hồ Chí Minh, ngồi tại số ghế 28E, tung tin có lựu đạn trong vali. Xác nhận sự việc, tiếp viên đã báo cáo cơ trưởng và quyết định cắt khách, bao gồm gia đình 4 người của hành khách Nguyễn Thanh P đi cùng chuyến bay. Trực ban an ninh hàng không đã báo cáo cấp có thẩm quyền và đơn vị liên quan đánh giá quyết định tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý, hàng hóa, đồng thời tiến hành lục soát toàn bộ máy bay, lục soát nhóm 4 người cùng hành lý xách tay của họ. Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, công tác kiểm tra hàng hóa, người và hành lý xách tay, lục soát máy bay hoàn thành. Kết quả không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ trên người và hành lý mang theo của hành khách. Lực lượng chức năng cũng không phát hiện bất thường về an ninh đối với máy bay. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, cảng hàng không miền Trung thống nhất với hãng hàng không cho phát lệnh đưa khách trở lại máy bay và khởi hành chuyến bay sau đó. Trong khi đó, hành khách Nguyễn Thanh Tê được bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục xử lý. Theo luật sư Phạm Ngọc Hải, giám đốc công ty luật AMI, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết, với hành vi tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có súng, đạn, bom, mìn, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng. Mức phạt sẽ tăng lên 20 đến 30 triệu đồng nếu thông tin đó uy hiếp đến an toàn của tàu bay đang bay, người trên máy bay đang bay. Đồng thời, Nghị định số 92/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không quy định cấm bay có thời hạn từ 3 đến 12 tháng đối với hành khách phát ngôn mang tính đe dọa, sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên máy bay. Như vậy, với phát ngôn cho vui mồm của mình, nam hành khách Nguyễn Thanh P sẽ đối mặt với nguy cơ bị cấm bay 3 đến 12 tháng, cùng với đó là đóng góp vào ngân sách nhà nước từ 15 đến 20 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.